này có gạch là mừng lắm hả anh. Con nó có gạch con thì... này có gạch nó có tiền nè, bự nè. Rồi 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 xong luôn em ơi. Gọi thử. Gọi thử. Mình chắc nó cạn cái gạch này lòi lên trên luôn em. Cái gạch nó lòi lên luôn đây, cái lòi này chứ. Im lắm mà anh. Im không? Im. Thấy không? Ồ. Mấy cái nó lòi ra nó vô nó quất hết mồi luôn nè. Thế gì mà im ta? Anh kiểm cái cua này nó cứng không? Cua này cứng thì được y tứ ạ. Giờ nó ăn hết mồi luôn. Sáng mình hết mồi móc, bây giờ mình cũng cuốn luôn anh ơi. Hết mồi móc cuốn nha. Con này cứng hả? Ừ, con này cứng rồi đó. Cứng à? Cứng được con tứ rồi. Rồi em để nguyên vậy đi. Để vậy luôn nha. Nó cho anh ngồi anh ngắm đó đó. Được một em. Vậy là bữa nay hên rồi đó. Anh chở anh theo ngồi nữa hả? Chắc cho anh ngồi dưới vuông này luôn quá. Chở cho ngồi dưới vuông phải không? Kinh nghiệm không à? Nói cho em hên mà em còn không chịu nữa mà. Không lẽ xui hoài sao anh? Nhưng cũng phải hên lại cũng phải giết chứ anh. Cứ cái con là dở hoài được hoài luôn à. Cái này không có con nào. Cái này không có con nào luôn. Cái cuốn đi em. Hết màu không mà anh. À, anh để gì hết màu không? Vô nó ăn rồi nó ra. Mình thăm trễ của con nó vô nó ăn nó ra hết. Mốt mình có mồi mình đặt cái hai chồng ha, cách tiếng đi lần, cách tiếng đi lần cho nó nhiều cua lên hả? Cho nó nhiều cua lên đó, nó không có ăn thì nó ở trong đó nó không ra được. Cái lờ này nó nằm nghiêng chiền, để nào đây lại là chết nữa hả? Trời ơi, cái lời đó nó gách lỗ cho bá. Nó vô nó ăn là nó kẹp, nó kiếm nó ra nè. Cái này giấu dưới. Giấu cho, giấu cho đỡ quê. Giấu cho đỡ quê. Hôm anh chắc kia. Thấy nó sạch quá mà sao không thấy con cua nữa. Đó, phải vậy chứ. Ơi, anh ơi. Anh ơi là anh cua cái em ơi, cua cái. Một con cua cái. Đó, con cua này anh kiểm thấy có gạch không? Có gạch thì dày. Cũng phải hên lại chứ. Hên lại chứ anh. Nó xui và sao? Trời nó mạnh cái nè anh ơi. Ồ, giật lẹ dữ vậy. Giật nhanh vậy chứ đừng thôi nó kẹp. Gạch không em? Cua này không có gạch anh ơi. Không gạch mình thả lại đi. Nuôi cho nó lên gạch bán cho nó tiền nhiều hơn. Không dính được con cua cái mừng quá mà không có gạch vậy thả lại. Kệ nước sao mình bắt em ơi. Trời thả nhẹ nhàng luôn ta. Nhẹ nhàng luôn chứ. Đây. Nó quay cua này cho em mừng nè. Nói chung là có con cua là dần danh gặp rồi. Em bới ngoài nè để cản. Có cua là mừng rồi anh. Ừ. Ờ, phát hiện cha bò ra nè. Cho nó bò vô đi. Con gì nó lội trên mặt nước vậy em? Cái con nhện nhện đó anh. Phải nhện nhện không? Nhện nhện. Con gì nó lội ngồi vậy?
Nhìn anh con ong vậy. Dạ mà sao đen thui à? Trời ơi, dính một con sú. Ồ, dính được con tôm sú. Không? Đây đây. Mình vũ cho nó lọt ra ngoài luôn đi. Em vô anh ơi, búng em rửa cái nó búng nó dằn lên nằm trên. Lại là tiếp theo cái thứ hai. Thứ mấy rồi không có. Thứ mấy rồi cũng hơi bộn bộn rồi đó. Con cua mà nó chạy tới chạy lui hoài. Chạy lại anh đó. Nó chạy lại đây nữa hả? Đó, ép nó lại đi. Nó đó cạnh đó nó cho anh mừng. Bò tới bò lui cho anh thấy nó anh mừng. Mấy cua gạch đó anh mới mừng mới giữ. Anh muốn cua gạch anh mới mừng mới giữ phải không? Đúng rồi. Kiếm hả? Thịt sói luôn cua gạch coi. Rồi, rồi. Hết mồi. Ngày sáng này chắc không cái nào mà còn miếng mồi nổi. Ờ, nó vô nó ăn mồi hết trơn. Mình đi trễ quá. Tính ra nãy giờ mình thả đó. Hết con bên đó, bên em bơi thẳng. Em bơi thẳng á, bơi thẳng. Cái này ngoài cục cỏ thê lôi nè. Mình ăn cơ ghen nó làm. Trời ơi, à, anh ơi. Cục cỏ thê lôi chứ đừng có chê nghe. Quá quá đã rồi, cục cái anh ơi. Cục cái nữa hả? Cục cái. Cục cái nữa thì ngon lành cành đào luôn. Chưa? Cái dấu cái ức nó rồi. Nè, con cua cái. Ồ. Con cua cái nữa. Rồi em tiếp tục ăn kiểm con đó đi. Ờ, mừng quá. Cua gạch. Em vừa kiểm xong cua đó anh bơi tới gặp cho em luôn rồi nè. Anh gặp em luôn rồi. Đó, anh em bơi tới. Cái ức nó lên. Vậy cái ức xuống đi, anh Hiền. Con này có gạch là mừng lắm mà anh. Con nó có gạch con thì... này có gạch nó có tiền nè, bự nè. Rồi 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 xong luôn em ơi. Gọi thử trời ơi, buồn chút bụng nha. Thế được có coi cái mừng chưa coi nữa. Ồ, tình hình này tình hình thiếu rượu rồi. Anh nghĩ như là không có gạch đi anh ơi. Thì anh nghĩ vậy đi chứ giờ nghĩ vậy nghĩ đường nào nó cũng xuống vô rồi. Đường nào nó cũng xuống vô rồi, nghĩ như không có gạch đi. Sáng hình như thiếu gì bị gung tay hả em? Lẹ ghê trời. Hắt nó vô cái lờ vậy mà nó. Em hắt lẹ lẹ chứ em hắt chậm quá. Con cua này nó chưa tới số. Ồ, con cua hết biết bự nha. Ờ, con cua đó mà gạch hay cái có tiền. Thôi gán thì anh đang nghĩ như không có vô đi chiều hả mình cũng dính. Đó, được con nữa đó. Con này đâu có lấy vốn lại bằng con nãy đâu anh. Ờ, con này nhỏ chắc thả em ơi. Anh thấy con này không? Nó lỡ tứ rồi. Gông kia không? Vô nó vào gông cỡ đó. Con này em thả luôn. Cua gạch này mà nó còn đẩy được con cua nhỏ này. Nãy giờ bắt hết rồi được chắc cũng 4 con rồi. Ờ đúng rồi đó. 4 hay 5 con vậy? Bắt ra một nguyên bầy luôn. Móc ra em bơi cái vỏ sàn ngang ra rồi sao em bơi đi.
Đây lại là một cái lời trên cạn nữa. Cái lời trên cạn. Ồ, cái lời này xình anh ơi. Lại là hết mồi nữa anh lại ơi. Lại là hết mồi nữa. Nãy giờ mà mới bắt được có con cua tứ à chàng. Bữa nay hai chồng mình hả không có số hưởng rồi anh ơi. Không có số hưởng nè. Số hưởng tới tay rồi đó. Chưa còn chưa ăn. Chưa còn nữa mà chừng nào thăm hết dàn gặp đi mới tính được. Trời ơi, tiếc uổng hồi hụi cua gạch của em, con cua cái của em. Chưa biết nó có gạch hay không. Nó. Em được một con nữa anh ơi. Con đó được tứ nữa đấy em. Bắt không anh kiếm, anh kiếm này con này cứng hay bắt? Đông dữ dằn đông. Con đó cái màu đó cứng rồi. Chắc là ôi anh ơi. Cứng hay tém đi. Con này giờ để nằm trên luôn ha là nằm trên luôn đi. Đó, cũng được hai em rồi với người ta chứ. Ủa chỗ này như có cái gập mà em. Hay là cái này mình cuốn rồi nè. Em móc sát vô. Cái này cuốn hết cái rồi. Bởi vì nó có khoảng trống cái này nè. Trời ơi. Chứ em với lời sạch trơn rồi mà. Gì mà cũng chết luôn. Cũng chết luôn. Rồi em sắp lên. Rồi em bơi tới quấn cái cú chót này cài thế nào đây? Cú chót này là phải vớt lên con cua gạch hồi nãy đó đó. Phải kiếm lại con khác lấy vốn lại con cua đó đó anh. Lấy vốn lên cua gạch nãy phải không? Vốn lên cua gạch nãy. Ôi chàng ơi. Cú chót này không, cũng không xin kinh nghiệm mà. Thôi kết quả bữa nay thì chắc mình được hai con cua chắc ăn nè em ơi. Chắc là vậy rồi. Nãy được mấy con cua cái mà không được gạch uổng quá. Bữa nay cũng được vài chục ngàn được. Rồi em xếp gạch lên đi mình bơi về.